được hiện tại cầu tiếp tục kiểu khó học và bắt đầu chuyển đấy có được tâm cho các như thế đồng thời hợp tác cùng với ông Trần Dũng viện trưởng công quan có phần tổng cục theo ông là cố vấn vào Thank you.
cái chùa Bảo Ngọc vào đây. Đi vào chùa Bảo Ngọc. Đi vào đây để ông đưa túi này. Đi vào đây. Vòng của gia đình anh Quang như là chị nhà gia đình riêng chị nhà ơi em vào đi con cháu nó cứ vào đi vào đây ra ngoài.